Hạnh phúc lan xa, duyên tình bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Số con cái người di dân thành phố Tân Bắc là đứng đầu cả nước. Nhằm để các trẻ em này cũng có thể nói tiếng mẹ đẻ, Cục Giáo dục đã biên soạn sách dạy tiếng mẹ đẻ đa văn hóa đưa vào dạy ở trường tiểu học. Mới vào tiểu học Đan Phụng trong năm nay làm cô giáo dạy tiếng Indo, bản thân Trình Sang Lan cũng là người di dân, chỉ nói không ngờ rằng có thể đứng lớp dạy trẻ em học tiếng quê mẹ. Cảm giác đó thật là tuyệt vời. Đây là cái gì? Apple. Mỗi tháng thứ ba hàng tuần là giờ học tiếng mẹ đẻ của trường tiểu học Đan Phụng. Sang Lan là cô giáo phụ trách dạy tiếng Indo. Đây là học kỳ đầu chị đến đây dạy. Tuy trong lớp chỉ có 3 học sinh, nhưng chị vẫn bỏ nhiều thời gian để chuẩn bị bài. Bola. Để con em người di dân biết nói tiếng mẹ đẻ, Cục Giáo dục thúc tiến việc dạy tiếng mẹ đẻ ở trường tiểu học. Phụ khu. Hôm nay là giờ luyện bài phát âm cơ bản của tiếng Indo thông qua trò chơi và bảng chữ. Chị dạy các em từng người một, không ngừng đập tới đập lui với hy vọng mỗi em học sinh có thể học một cách vui vẻ, vì giờ học tiếng mẹ đẻ này đối với Sang Lan mà nói rất quý giá. Trước đây khi tôi đến thì không có cảm giác như là không cần dạy con cái của mình học tiếng mẹ đẻ của mình đó. Khi mà chúng tôi trở về Indo thì cảm thấy các con mà khi về bên đó thì đều không biết nói cái gì cả. Học tiếng mẹ đẻ để con cái trở về quê mẹ có thể cùng trò chuyện với bà ngoại, hiểu về một quê hương khác của mình. Giờ học tiếng mẹ đẻ này thật vô giá.